Trước khi vào video, mọi người cho em xin một like và một subscribe để giúp cho kênh được phát triển hơn nha. Em cảm ơn mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xem Nhà Online. Như thường lệ, em luôn để số điện thoại chủ nhà ở dưới video cho mọi người liên hệ trực tiếp, không cần phải qua môi giới. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà ở Cách Mạng Tháng 8, bên quận 3. Vì là khu trung tâm nên xung quanh nhà cực kỳ nhiều tiện ích như là trường mầm non Tư Thục Thiên Thanh, ngân hàng VB Bank, nhà thuốc Phạc Ma City, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, thẩm mỹ viện, sát bên bệnh viện quận nhất. Căn nhà ngày hôm nay có địa chỉ là 280/33/33 Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3. Nhà là căn góc hai mặt tiền hẻm rộng thoáng mát. Nhà có diện tích là ngang 4, dài 10, nở hậu ra là 5m4, kết cấu là 2 lầu sân thượng, giá đang kêu là 7,2 tỷ vẫn còn thương lượng. Chủ nhà có chia sẻ là căn nhà này ngay từ đầu là chủ nhà xây không phải để bán mà là để xây cho người ở. Căn nhà này được chủ nhà làm nghề kiến trúc sư và thiết kế với rất nhiều tâm huyết và tình yêu thương vào trong căn nhà của mình. Vì lý do sau Covid nên người nhà ở lại bên Mỹ không về Việt Nam nên anh chủ mới quyết định bán để thu hồi vốn. Ngôi nhà được thiết kế dựa trên nền địa chất rất gần ga Hòa Hưng nên rất chắc chắn và không bị ngập nước. Khu vực lầu 1 thiết kế bên ngoài làm phòng khách, nhà vệ sinh và nhà tắm thì nằm ở bên ngoài, còn phòng ngủ thì nằm bên trong. Ngôi nhà được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, đơn giản không bị lỗi thời theo thời gian. Nhà thiết kế tận dụng lấy ánh sáng và thông gió tự nhiên nên gần như không phải dùng điện ban ngày và sử dụng máy lạnh. Nội thất được thiết kế bằng vật liệu gỗ đỏ là một loại gỗ quý thuộc nhóm 1. Các thiết bị chiếu sáng, nhà bếp và thiết bị vệ sinh đều có thương hiệu cao cấp như Toto, Hafele, Paragon. Vì vậy giá trị phần nội thất căn nhà này rất cao, các anh chị có thể đến tham quan trực tiếp để cảm nhận. Lầu 2 thì thiết kế có hai phòng ngủ và nhà vệ sinh ở bên ngoài. Mỗi phòng ngủ đều có ban công riêng, ban công của phòng trước thì rộng hơn. Đặc biệt căn nhà có lắp sẵn hệ thống lọc nước tổng toàn phần cho tòa nhà nên rất tốt cho sức khỏe người ở và cả nước sinh hoạt và nước uống. Tiếp theo là khu vực sân thượng. Thì khu vực sân thượng là dùng để chứa máy lọc nước và trên đây chủ nhà đang tận dụng làm chỗ sân phơi đồ hoặc là chỗ trồng cây.